Từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Thang, quận Hải Châu phối hợp với Ban Chủ huy quân sự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của phường tổ chức triển khai chương trình san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch. Chương trình với 150 phần quà trị giá gần 55 triệu đồng, gồm lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu được hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà được trích từ nguồn vận động của các mạnh thường quân và thực hiện phong trào mỗi cá nhân một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa, chia sẻ yêu thương của các hội đoàn thể. Trong cái đợt dịch lần này thì lực lượng dân quân, ban chỉ huy phường Thạch Thang thì cũng căng mình thực hiện các nhiệm vụ trực các chốt ngày và đêm, cũng như là các tuần tra 8394 hay là tuần tra để xử lý người dân ra đường không đúng theo quy định. Thì bên cạnh đó, tôi cũng phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân chuẩn bị những cái xuất quà để tặng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, đặc biệt là những khu vực đang ở vùng xanh. Mong sao để cho đợt dịch này sẽ qua nhanh để ổn định đời sống. Chiếc xe tải nhỏ chất đầy hàng được cán bộ chiến sĩ tỏa đi các khu dân cư trên địa bàn phường được trao tặng tay từng người dân, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố phòng chống dịch. Tại một số khu phố bị phong tỏa, nên việc mua nhu yếu phẩm của nhiều gia đình gặp khó khăn. Các hội viên phụ nữ cán bộ tổ dân phố sẽ gánh vác thêm nhiệm vụ mới là đi chợ hộ, tặng tình tiếp tế cho những gia đình đang bị cách ly, giúp họ yên tâm vượt qua khó khăn. Trong cái thời gian mà thành phố thực hiện cái việc ai ở đâu ở đó, thì tiếp tục sẽ chuyển tải đến những cái hộ dân mà khi mà người ta có cái nhu cầu. Vì trong cái thời gian này thì sẽ có những trường hợp họ sẽ không có cái điều kiện về nhu yếu phẩm, thì chúng tôi cũng đã dự phòng và chuẩn bị một số cái xuất quà và sẽ tiếp tục để chuyển tải đến cho người dân để giúp cho người dân trong cái thời gian mà thành phố của chúng ta thực hiện cái việc mà không ai ra đường. Đà Nẵng bước vào những ngày giãn cách toàn xã hội, nhưng các đoàn xe hỗ trợ, cứu trợ vẫn đến với bà con nhân dân khu phố nghèo, khu cách ly phong tỏa. Từng hội đoàn thể phường, từng tổ dân phố cho đến các chung cư vẫn kết nối giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Đà Nẵng những ngày này mọi hoạt động đều tạm dừng lại, nhưng sự sẻ chia là không ngừng lan tỏa.